lột cái lo ra nè, lo này của Đức ở nhà này, lo này cũng đẹp lắm nha, cái thùng nó bằng gỗ hết luôn. Còn là có cái mít oval này, hai lo tép một lo bát. Chiếu cho anh em coi này, con này là 4 ohm nha, 50W này, màu đen này. Chút nữa tháo một lo demo cho anh em xem này. Cao 60, ngang chắc cỡ khoảng 30 hơn chút xíu, sau 20 nha. Ok chưa? Lo nhiều lắm á, anh em cần thì cứ Zalo số này để nhận này ha. Oval này, mấy con này là cái tiếng mic to lắm, cái kêu lo này nè. Anh em cần thì Zalo số này nha anh em. Nó rất nhiều lắm nha. Những cái này giấy bạc thôi nè, bên tay người ta dán nè. Nào ta dọn nhà đi, sao dễ lắm hết. Ok anh em nha.